Mai ơi, em đói chưa? Để anh mời món này nhé. Còn nhiều món ngon, vào đây xem nhé. Ajinomoto, cùng Nam hạnh phúc. Đừng có bầu, đi khám thai. Xong rồi vô bệnh viện phụ sản, đó là bệnh viện phụ sản là cái phòng bình thường em hay khám thai. Tự nhiên mẹ em cũng ngồi đó. Trời ơi, hai mẹ con chết. Chết. Rồi dù sao rồi, mẹ có bầu hả? Mẹ em, ba mẹ ly dị, con bỏ mẹ ở nhà một mình vậy, con cảm thấy con sai với mẹ nhiều. Con cảm thấy là con muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Thế là con mong là sau này con sẽ tâm sự mẹ được nhiều hơn. Cô cãi mẹ không cô? Cô hổn với mẹ không cô? Không cãi mà lì thôi. Lì hả cô? Nói im mà làm theo ý. Dạ, con nghe đồn cái khúc mà viết nhật ký gì nữa đúng không cô? Có, viết nhật ký. Viết nhật ký thì sao nè? Viết nhật ký. Rồi lớp 10 rồi, giờ ông phòng cho chị thấy cuốn nhật ký. Hay, mở tò mò, mở để trời xem. Mẹ, mẹ coi nhật ký nha mẹ. Đấy. Được, có thấy trên giường phải là phải coi chứ coi, dở coi nha. Ghi cái gì vậy chồng? Gì? Mẹ đọc là cô. Mẹ là một bà phù thủy ác độc. Trời lúc ơi. Nào mẹ con bắt con phải làm theo ý mẹ. Lúc nào mẹ đâu có hiểu là con như thế nào đâu. Mẹ có hiểu hoàn hảo không? Mà mẹ cứ đòi hỏi con là phải hoàn hảo. Trời ơi, mẹ có hoàn hảo hay không? Ôi. Mà mẹ đòi con hoàn hảo. Đúng là cảm giác mình như thế nào cô? Buồn ghê chứ. Buồn hả cô? Tự nhiên sao mình muốn là mình rèn cho nó để cho nó vô nề nếp một chút. Vô người cỡ tuổi đó nếu mà buông á thì dễ bị bạn lôi kéo đó. Ngoài cái trận mà nhật ký ra mình còn cái trận nào lớn nữa không cô? Trận mà nó ghi dấu ấn tuổi thơ của Thanh Trần cô? Có. Lớp đó lớp mấy ra? Người bỏ đi chắc lớp 10, 11 gì đó. Cậu với nhà la rồi không lo học. Ngồi im không nói câu nào, cứ tức chỉ bỏ đi. Nhà tìm, nhà ba bông bà ngoại cũng sốt ruột. Tính mẹ thì cũng nóng. Mấy bác mà cậu đi kiếm nguyên đêm, đi kiếm chỗ này chỗ kia không thấy. Mà không kiếm ra là đi mấy ngày cô? Một tối đó. Một tối. Sáng bữa sau tự về. Thanh đi đâu vậy em? Em ra công viên. Công viên của nhà anh Phụng đúng không? Không. Không công viên Lê Văn Tám. Gan dữ gì con? Ra ngoài ăn chi vậy? Ra công viên đó ngồi ghế đá gì đó. Khóc, có khóc không? Khóc, xong bị ma hù, sợ quá. Ma hù nữa. Ma nào mà sống mà chết. Ma chết. Thiệt hay lắm. Sao kể nghe coi chuyện ma nè. Trời ơi, là em ngồi, em đang khóc. Em mở kiến ra, em dòm coi mắt mình có sưng chưa. Xong tự nhiên em thấy một cái bóng xẹt qua, con lao kiến lại con nhìn một lần, nó con lớn xuống liền luôn. Ghê lắm. Ở trên cái cây á, cây sau. Ghê lắm, nhìn ma khủng khiếp lắm, nó là ám ảnh luôn. Đó xong em đơi nè, xong em lớn xuống cái ghế đó, em lớn xuống từ em lớn xuống, em lớn ra ngoài công viên. Em lớn ra ngoài đường, em ngồi gốc cây, em ngồi em thở. Mà ghê quá, ghê quá má ơi. Xong đi về, ghê quá, sợ quá. Xong rồi cái đi đường gặp biến thái. Gặp biến thái. Trời ơi. Em đi đâu vậy em? Xong, sợ quá, em không biết làm gì. Em nghĩ, thôi chết rồi, giờ phải giả bệnh lên cơn. Sợ quá, thằng nó chạy đi. Nó rất là thông minh, nó rất là cá tính, mà nó bỏ đi mà rồi nó còn biết tự bảo vệ nó bằng cách là giả bệnh. Xong rồi về chưa hay là còn đi đâu nữa? Thì tới rạng sáng em về. Mấy giờ em? Khoảng cỡ 5-6 giờ gì đó. Mà khóa máy luôn hả? Ba mẹ điện không được luôn hay sao? Hết pin chứ không phải không? Hết điện rồi. Không gọi được. Em muốn gọi nhưng em hết pin rồi em không gọi được. Mà lúc đó có muốn về hay không? Em muốn về. Em vừa thấy ma là em muốn về liền. Cái lúc về là khác, vừa đói vừa khác. Vô được tới nhà, bước vô nhà tắm uống nước giếng uống cũng. Trời ơi, mà lúc đó em nhớ về lúc mấy giờ sáng không? Dạ khoảng cỡ 6 giờ. Về xong hỏi qua mẹ kiếm con không? Không, mẹ không kiếm mày đâu. Trời ơi. Mẹ không kiếm mày đâu. Không đi nữa. Có nghĩa là trong mường tượng nghĩ là chắc hôm qua mẹ khóc dữ lắm. Đêm đó em có ngủ được không hay thức suốt một đêm? Không ngủ được. Đó đúng không? Viết ngay. Ủa, thức suốt một đêm. Thức suốt một đêm không ngủ được rồi. Xưa giờ nó có đi bao giờ? Đúng rồi. Rồi không, không biết bao giờ mà đi sao? Đêm bao giờ? Rồi cái tuổi thơ là có cái trận lớn nhất hả con? Đúng rồi. Là không có trận nào nữa. Không, xong đi trận đó về là mới có kinh nghiệm mới nói là mẹ ơi, con thấy bây giờ đi ra đường trong vòng tay cha mẹ mới được yên ấm, chứ ra đường ngoài đường nhiều cái ghê quá. Thanh có phải là người mà hay thể hiện tình cảm với cô không? Sau này cái
có viết cho mẹ sinh nhật mẹ viết một lá thư. Tại con cảm ơn mẹ rồi thời gian trước mẹ khó khăn, mặc dù con có hỗn hay là hư với nên ương ngạnh với ba mẹ, nhưng mà nhờ mẹ dạy dỗ con gì chữ viết con cũng đẹp rồi, con việc nhà con cũng biết làm ra đường, nhiều người cũng khen là biết làm việc nhà rồi biết cơm cũng biết nấu ăn. Dạ. Nhờ mẹ khó khăn như vậy thì con mới nên người. Dạ. Sau này Thanh mới hiểu mẹ thì mới là tâm sự nhiều hơn. Dạ. Đó. Ủa, trời, con giữ không hả? Con giữ đó. Rồi ở đây cho con mượn, cô cho con mượn. Nó viết từ năm 2016. Ủa chữ đẹp quá vậy. Nghe nó nói tiếng nào hết mà lên clip trò cái miệng đó. Nó liên mình bất ngờ luôn. Thanh là một người mà cộng đồng mạng ta để ý tới cô thì chắc chắn nhiều người thương cũng có nhiều người ghét, mà khi mà nhiều người mà ghét quá, vượt qua những cái đó như thế nào Thanh? Lúc mà em đọc mấy bài post vậy là em cảm giác như là mệt mỏi quá hả? Ai cũng kiểu như là không vừa lòng được bất kỳ ai á. Không rồi lôi luôn cả con của em vô. Mà trong khi mình chỉ làm clip vui thôi, không làm cái gì hết. Xong rồi lúc đó mẹ ra mẹ như cũng thế nào mẹ? Mũi nó thôi con ráng được qua đi. Cuộc sống thì kẻ thương người ghét. Đúng thôi. Thì bây giờ cũng đỡ hơn khoảng cỡ 3-4 phần so với trước đây rồi. Dạ. Ngoài cái đó là cái biến cố mà ba với mẹ ly hôn quá Thanh, thì lúc đó em bước qua cái cơn cái sốc, sốc như, thế như thế nào? Khoảng lớp 12 là khoảng thời gian đó là xin là đại học. Chắc thi xong. Xong rồi cái em thấy những cái lần ba mẹ em cãi lộn tần suất rất là nhiều. Nếu như ba mẹ không yêu thương nhau nữa thì cứ ly dị đi, em rất là ủng hộ luôn. Đó thì cái khoảng thời gian lúc ba mẹ nghe lộn hoài, kiểu như em ở đây mệt mỏi quá, xong em quyết định em qua nhà trai ở. em đi trốn thực tại, em ơi là lúc em cũng không biết tại sao làm vậy. Em ở nhà em cứ suy nghĩ hoài, em áp lực lắm, sao em mới qua nhà chồng em hiện tại đó. Thì mẹ chồng em cũng gọi điện cho mẹ, em nói là để cho Thanh qua ở một thời gian đi. Thì đó, xong rồi khoảng thời gian đó em có lỗi mẹ là em để cho mẹ ở lại một mình, mẹ với ba tự giải quyết với nhau. Thì sau này em gái em có ở với mẹ, vẫn ở với mẹ hả? Không, cái về nó thấy mẹ khóc vậy mới thấy có lỗi với mẹ. Có an ủi mẹ không? Lúc đó có an ủi mẹ không? Có, Thanh cũng ăn nói thôi mẹ. Cô, mẹ cảm thấy mẹ vui được thì mẹ cứ làm theo ý mẹ đi. Mẹ ở tiếp hoặc mẹ ly hôn con đều chấp nhận hết. Nhờ có hai đứa con gái kế bên nên mình cũng an ủi rất là nhiều. Lúc mà nhà biến cố sau khi ba mẹ ly hôn á thì cái cảm xúc của Thanh như thế nào Lâm? Thì lúc đó em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ ba mẹ vậy rồi thì mình lớn rồi mình chấp nhận được, quan trọng là em gái của em như thế nào thôi. Đó, xong rồi sau này cũng mừng là ba mẹ em đã có cuộc sống riêng. Ba em chụp hình chung với lại một người khác. Em còn đăng lên em chúc mừng, em đăng lên story. Vậy hả? Dạ đó, thì em thấy nói là trời, chúc mừng ba đã tìm được cái người mà ba yêu thương đó. Thì hy vọng mẹ cũng vậy. Em có hối thúc mẹ đây có người thì có, khác yêu nói thương có không? Quen ai nói con nghe này, có gì đâu giấu. Vậy luôn hả? Bao nhiêu tuổi là Thanh lấy chồng Thanh? 20-21 gì. Quen bao nhiêu lâu rồi đám cưới vậy Thanh? Dạ, cỡ 4-5 tháng gì đó. Chuyện gì tới nó cũng đã đến. Có bầu. Có bầu? Có bầu hả? Bầu sao? Cưới bầu hả? Có bầu trước. Nghe thiệt. Em công khai luôn. Có. Hoang mang không em? Lúc đó mày chưa cưới mà có bầu hoang mang không? Không, lúc đó em sống suy nghĩ đơn giản lắm. Con nói này nè. Con nói mẹ nè. Con có bầu rồi. Trời, lúc có cảm giác cô sao cô? Trời, cô nói bây giờ có bầu thì tùy con muốn sao. Nó thôi con muốn để con đám cưới nó thì tùy con. Đang có bầu đi khám thai xong rồi vô bệnh viện phụ sản, đó là bệnh viện phụ sản mà cái phòng bình thường em hay khám thai. Tự nhiên mẹ em cũng ngồi đó. Trời ơi, hai mẹ con chết rồi dù sao rồi mẹ có bầu hả? Mẹ có bầu hả? Không, tôi có bầu đâu. Chết. Ủa, còn đây có Nhung có bầu mà. Không, khám bình thường không có gì. Phụ nữ thôi, đồ này nọ. Mà vô tình vô gặp nhau hả? Dạ. Lúc ra đám cưới rồi đúng không? Dạ, cưới rồi, à, bầu bé đầu tiên. Bộ dòng mà chưa đám cưới mà vô gặp con gái mà vô không khai chắc chết luôn á. Cô ở nhà Thanh có tật xấu gì không cô? Thanh chỉ có thức thì khuya. Dạ. Mà ngủ nhiều khi 12 giờ kêu dậy nướng dễ sợ lắm rồi. Thì bây giờ ở nhà chồng có thường xuyên qua nhà thăm mẹ không cô? Công việc của Thanh thì là bận rộn nhiều. Rồi bây giờ có hai nhóc nữa. Nên Thanh chỉ là hai mẹ con chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại với nhau.
anh hồi xưa nấu ăn ngon, biết nấu nhiều món lắm. Dạ. Nhưng mà sau này bận bịu nhiều quá thì cũng ít. Ngủ nướng nè, ở dơ không con? Không, ở sạch. Con nói thẳng hả? Con nói thẳng dữ vậy con? Dạ không, thường thường mấy đứa mặn gái rồi đó. Bị bối lắm nhiều. Bị bối, bị bối. Ông Thanh mà dọn dẹp phòng là lúc nào cũng sạch sẽ lắm. Dạ. Dọn mà lúc trước thì cũng hơi ẩu ẩu nhưng mà bị la hoài làm riết thì biết sắp xếp gọn gàng. Dọn dẹp nhà cửa là gọn gàng, sạch sẽ. Cái cách nói chuyện của Thanh ở nhà sao cô? Ví dụ con thấy ở đây thì Thanh nói chuyện rất là thoải mái với mẹ. Thì ở nhà Thanh có tình cảm không hay là nói chuyện vẫn bình thường như là ngang hàng với mẹ cô? Sau này thì nói chuyện giống như là bạn bè. Như hai người bạn. Bạn bè. Rồi lúc trước hai mẹ con chưa có hiểu nhau á thì hai mẹ con chỉ vài ba câu là thấy là không hợp nhau rồi. Dạ. Quá đủ. Quá đủ. Còn bây giờ sao như là hai chị bây giờ thì hiểu mẹ hơn hoặc là có cuộc sống, có con, có gia đình. Rồi lại hiểu tâm lý mẹ hơn. Rồi có thể tâm sự được nhiều vấn đề hơn. Thanh rất là có hiếu. Có hiếu. À, lúc mà Thanh tìm kiếm làm được có tiền rồi là có quà ngày lễ hay gì là Thanh hoặc đi shop đi thấy gì mà ăn cho mẹ là mua. Dạ. Món quà nào mà cô cảm thấy cô nhớ nhất, mà cái kỷ niệm đầu cô tiên, xúc động nhất? Lúc mà Thanh mới học xong sinh nhật, ngay sinh nhật mẹ, Thanh tặng cho mẹ một cái điện thoại lúc đó iPhone 6 mà lúc đó cũng mắc tiền đó. Không ngờ luôn đó. Ủa sao con làm, con dành dụm tiền con sắm cho mẹ. Ở chương trình này cô có một điều gì muốn nói với bé Thanh không cô? Cô muốn Thanh phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ. Có điều gì mà không vui cứ bộc lộ hoặc là cứ chia sẻ, đừng có để trong lòng. Thanh hay có nhiều chuyện buồn Thanh hay để giấu trong lòng. Đâm ra những cái tâm lý nó không được thoải mái á, và luôn là vui tươi hạnh phúc bên hai thiên thần của mình. Trời ơi dễ thương quá. Còn Thanh, nhân dịp tham gia chương trình này em có điều gì muốn nói với mẹ của em không? Em muốn nói với mẹ là con lúc nào con cũng thấy có lỗi với mẹ. Với những lúc ngày xưa khi mà con còn đi học, con nghĩ chắc lúc con chỉ trâu nên chắc mẹ cũng không có chấp con đâu đúng không? Mà tới khi sau này mẹ ba mẹ ly dị, con bỏ mẹ ở nhà một mình vậy, con cảm thấy con sai với mẹ nhiều. Con cảm thấy là con muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Con mong là sau này con sẽ tâm sự mẹ được nhiều hơn. Ví dụ là hồi xưa nó thì sợ bị chửi, nó hay nó xạo, nó vố, nó láo đồ này nọ, hay giấu giấu đầu là đuôi. Nhưng mà giờ hết sợ rồi. Nên là có gì sẽ nói ra hết. Thì sau này lúc mà thí dụ như mà con lớn, con mấy đứa nhỏ lớn thì con sẽ dẫn mẹ đi du lịch, đi chơi đồ nhiều hơn. Mà mong mẹ hãy gần gũi với con nhiều hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn. Thấy không, trời, nó rơi nước mắt mà nó vẫn nói chuyện hề mà. Thấy không, ở trên mạng nó hề lắm, thiệt sự luôn. Dạ, ngày hôm nay con cảm ơn cô cũng như cảm ơn Thanh bỏ thời gian đến tham gia chương trình và cũng đem lại những cái câu chuyện thật là ý nghĩa. Cảm ơn giọt mắt của Thanh rất là nhiều để đem tới trải lòng hết. Cảm ơn mọi người.